Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026 do đồng chí Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Nhật Bản làm trưởng đoàn làm việc tại tỉnh Tuyên Quang. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ban ngành các huyện thành phố. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, Tuyên Quang vinh dự là nơi Bác Hồ đã ở làm việc, lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tỉnh Tuyên Quang đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội. Tuyên Quang có nhiều tiềm năng về phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, du lịch, mong muốn thông qua các cơ quan ngoại giao sẽ quảng bá hình ảnh, thu hút nhiều hơn các nhà đầu tư đến với Tuyên Quang, đồng thời tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống cũng như thiết lập mở rộng quan hệ hữu nghị, quan hệ hợp tác cấp địa phương với các địa phương nước ngoài. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu bày tỏ niềm phấn khởi khi cùng đoàn công tác tới thăm và làm việc tại Tuyên Quang, thủ đô khu giải phóng, thủ đô kháng chiến. Đồng chí đánh giá cao tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều nỗ lực, đạt nhiều kết quả tích cực trên lĩnh vực đối ngoại, công tác hợp tác quốc tế, ngoại giao kinh tế được triển khai chủ động theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Các đồng chí trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026 sẽ tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của mình, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác giữa Việt Nam với các nước, hợp tác cấp địa phương với các địa phương nước ngoài, trong đó có Tuyên Quang.